Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất các sản phẩm mới về BM nhé. Hôm nay trời rất là oi nắng, bên em lại tiếp tục cập bến được gần chục con điều hòa Nhật bãi của hãng Panasonic các bác nhé. Toàn là bộ là dòng full chức năng cao cấp, viền đen và tên lửa. Đấy, ở nhà hôm nay em chuẩn bị sẵn rất là nhiều, nhất rất là nhiều những cái dòng viền đen và tên lửa đủ các loại kích cỡ, đủ các loại công suất để cho các bác lựa chọn nhé. Hôm nay con đầu tiên em về là con 283, có nghĩa là con đầu 28, sản xuất năm 2013, tương đương với máy 12.000 BTU. Đấy, đời 13 các bác biết rồi, nó sẽ có hai viền đen này, một viền dính vào cửa dâng và một viền nó làm cửa gió. Đấy, đời 13 này, 12.000 BTU, đời 14 màu cà phê này, màu cà phê này ít gặp các bác nhé, ít gặp. Đấy, máy móc thì từ trước tới giờ em làm rồi các bác biết rồi, bao trên nguyên bản từ nước sơn cho đến vỉ mạch bên trong các bác nhé. Đấy, con này 2014 này, từ 2014 trở đi là bên Nhật Bản người ta chuyển từ ga 410 sang ga 32. Đấy, những con nào đời 14 thì nó sẽ sử dụng ga 32 các bác nhé, đời 4 trở lên là dùng ga 32, từ dưới đời 14 thì sẽ sử dụng ga 410. Đây thì các bác thấy hàng em tuyển chọn này. Đấy, em quay video, hoặc khi nào bác nào mà quay video thì nó thực tế nhất rồi. Đấy, từ cái sất cái phẩy đây, dàn này các bạn này. Đấy, trước khi các bác mà chọn mua thì em sẽ chụp ảnh chi tiết lại một lần nữa để em gửi các bác xem. Đấy, tiếp theo là con đầu 56, tương đương với lại máy 20.000 BTU các bác nhé, 20.000 BTU 562 này, hai số đuôi cũng nghĩa là năm 2012 đấy. Đấy, 20.000 BTU. Tại vì đây nó trong clip thì nó có nhiều đầu số, nhiều giá, thế nên là em xin phép không báo giá đây được, sợ nhầm lẫn thì nó khó. Bác nào muốn biết giá con nào thì gọi cho em. Em chắc chắn một điều là giá bên em lúc nào cũng là giá tốt nhất thị trường. Tốt nhất thị trường, nhưng mà các bác phải so với cùng một dòng máy, cùng công suất và cùng cái hình thức đẹp như nhau các bác nhé. Chứ không, các bác không thể so sánh con máy đẹp của em với một cái con máy người khác nhập lô về trong sơn lại các bác nhé. Không thể so sánh khập khiễng vậy được. Các bác phải so sánh là cùng đẹp cùng zin như nhau. Đấy thì chắc chắn em chắc chắn tự tin một điều là giá bên em nó sẽ tốt hơn một chút. Con này là XS 364, có nghĩa là đời dàn xanh và đầu 36, 2014 chạy ga 32. Đấy, nhưng mà tem này là cái tem này là cuối 2013 các bác này, cuối 2013 đầu 2014. Bên Nhật nó rất là hay có cái kiểu đấy các bác nhá. Đấy, cuối 2013 đầu 2014, nhưng mà nó sẽ tính theo cái mã này 364 này thì nó sẽ XS 364 này thì nó sẽ là tính theo đời 14 các bác nhé. Sử dụng ga 32, đầu 36 này rất là ít gặp với các bác này. XS 364 ga R32 và nó vẫn chạy điện 100V các bác nhé. Đối với những cái phòng 20m2, 12.000 thì chạy đuối, 16.000 thì lại chạy dư, thì các bác nên chọn những cái con mà 14.000 BTU này các bác này. Đấy, dàn xanh lét, đẹp long lanh luôn. Đây các bác nhìn này, đấy, dàn cục nóng đấy. Bên kia vẫn cẩn thận, vẫn còn để lại cả cái này luôn. Đấy, đây con 364 các bác nhá. Và tiếp theo đến một loạt con tên lửa các bác nhá. Tên lửa hay còn gọi là mặt gồ đấy. Con em hôm nay về được hai con mặt gồ. Đầu 40 tương đương máy 16.000 BTU. Một con mặt gồ 12.000 BTU và một con mặt gồ 20.000 BTU. Đấy, các bác nhìn cái dàn nóng của nó này. Đấy, cái dàn nóng này, nhét nhẹt nhẹt luôn. Đấy, con này 405, đầu 40, sản xuất năm 2015, tương đương với lại máy 16.000 BTU các bác nhá. 16.000 BTU. Đấy, 16.000 BTU thì nó có hai loại điện. Một loại là 100V, một loại là 200V. Rất ít khi gặp loại 100V các bác nhá. Đấy, bên Nhật thì chơi cái chỗ nào mà người ta chỗ đấy người ta ít công nghiệp ấy, người ta không có cái lưới điện 200V ấy, thì lúc đấy những con đầu 40 này sẽ sử dụng cái điện lưới điện 100V. Đấy, còn đa số 16.000 BTU trở lên là nó sẽ sử dụng lưới điện 200V các bác nhé. Ở đây em có hai con, một con 100V và một con 200V. Đấy, các bác mua thì các bác thích con nào thì các bác có thể chọn con đấy. Còn chất lượng và chạy nó như nhau đấy các bác. Đấy, các bác nhìn này, từ 16.000 BTU trở lên và từ 14 trở lên thì dàn nó sẽ là 3 lớp. Dàn 3 lớp ga 32. Đấy, chạy nó sẽ khỏe hơn ga 410 các bác nhé. Khỏe hơn 410 chút, làm lạnh nhanh hơn.
Đấy, trọng lượng cục nóng là 38,5 kg. Và đây là các cái mặt lạnh của nó. Đấy, con này là 565, con này là đầu 56 2015, tương đương với lại máy 20.000 BTU các bác nhá, 20.000 BTU tên lửa. Đấy, cho đến tận bây giờ thì cái dòng mặt gồ vẫn là cái dòng VIP nhất của hãng Panasonic. Nó chưa có mẫu nào mà VIP hơn mẫu này các bác nhé, chưa có mẫu nào khác mẫu này. Đấy, còn đây là con 285, có nghĩa là đầu 28 12.000 BTU đời 2015. Đấy, và đây cũng là một con 16.000 BTU đời 2015 tên lửa như con vừa rồi em quay đấy. Đấy các bác nhìn rất là đẹp luôn. Tất cả hàng em đã dọn test chạy ngon lành hết. Đấy, dọn vệ sinh sạch sẽ, ga ghiếc đầy đủ, các bác mua về chỉ việc lắp thôi các bác nhé. Đấy, thì bác gọi điện bao em sẽ báo giá, báo cái giá mà có cả bao ship vận chuyển về cho các bác luôn, các bác thuê thợ lắp là chạy thôi. Tất cả hàng bán ra em sẽ bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm và hỗ trợ các bác sửa chữa trọn đời con máy này các bác nhé. Đấy, em có thợ quanh miền Bắc hỗ trợ các bác, thế là em chỉ bán quanh miền Bắc và em không bán vào miền Nam các bác nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.